Xin chào các bạn, chắc hẳn trong chúng ta không ai là còn xa lạ đối với các màn thôi miên đỉnh cao thường xuất hiện trong những bộ phim hành động kinh dị của nước ngoài đúng không? Có thể nói nhiều người vẫn luôn tin rằng đây là một thứ xuất phát từ tà thuật, có sự hỗ trợ của yêu ma quỷ quái, luôn được sử dụng vào mục đích xấu xa và không mang được điều gì tốt lành. Vì vậy, mặc dù rất tò mò về thuật thôi miên đầy bí ẩn này, nhưng chúng ta rất ít khi tìm hiểu sâu xa ngọn ngành của nó. Và hôm nay các bạn hãy cùng với tri thức quanh ta vén màn sự thật nằm đằng sau hiện tượng kỳ lạ này. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe trường hợp có người giữa nơi công cộng, hoặc trên tàu, trên xe, thậm chí giữa buổi chợ đông, bỗng như bị ma xuôi quỷ khiến và đã tự động móc ví tiền hoặc tự lột nữ trang trên mình rồi trao cho một kẻ nào đó lạ hoắc. Mãi một lúc sau, nạn nhân mới chợt ý thức được hành động của mình thì đối tượng gây án đã cao chạy xa bay từ kiếp nào. Những trường hợp như trên được lý giải chính là hiện tượng thuộc về thuật thôi miên của những tay cao thủ. Chúng đã tận dụng tài năng của mình để làm ra việc phạm pháp. Chuyện này có thật hay không? Dù bán tín bán nghi, nhưng sau khi nghe xong chúng ta vẫn không thể ngừng cảm thán về tài năng bí ẩn này. Nghe cứ kỳ diệu kiểu gì ấy nhỉ? Tại sao những tên tội phạm có thể tùy ý sai khiến người khác như vậy? Bản chất thực sự của thuật thôi miên nằm ở đâu? Các bạn muốn biết câu trả lời không nào? Nhanh tay tặng ngay một like và share cho video này của tôi đã nha! Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu từ định nghĩa về thuật thôi miên nhé. Thuật thôi miên là cách gọi của một phương pháp có khả năng làm cho trạng thái tâm thần của con người giống như khi đang ngủ. Người làm thôi miên có thể điều khiển được đối tượng theo ý mình. Nói cách khác, con người sẽ hành động theo một trạng thái bản năng đặc biệt, thực hiện các hành vi một cách máy móc theo những điều mà người khác chỉ thị từ bên ngoài. Theo một số tài liệu, thuật thôi miên ra đời từ thời Trung Cổ với mục đích để thể hiện quyền uy. Người có thể sử dụng thuật thôi miên đôi khi được coi là người mang sức mạnh của thần, cũng có đôi khi được coi là tay sai của ma quỷ, vì vậy luôn luôn khiến người khác khiếp sợ. Thế nhưng thông qua nghiên cứu, nhà bác học Nga Pavlov đã phân tích quy trình thôi miên chính là một dạng ức chế thần kinh của lớp vỏ não con người. Đây là trạng thái ức chế từng phần của vỏ não, giống như khi ta đang ngủ nhưng vẫn tồn tại một tiềm thức. Chính qua tiềm thức này, đối tượng bị thôi miên đã nghe được lời nói hoặc nhìn được cử chỉ ám thị của người thực hiện thôi miên. Khi áp dụng thuật thôi miên lên một người, người đó nhìn bề ngoài giống như người đang ngủ rất sâu, nhưng bên trong vẫn tồn tại một sóng điện não của người đang thức. Đối tượng thấy mình hoạt động như người trong mơ và sẵn sàng nghe theo lời sai bảo của người khác. Như vậy, trái với ý kiến thuật thôi miên chỉ thuộc về phù thủy hay pháp sư, bất cứ ai có niềm yêu thích cũng như đam mê về thuật thôi miên đều có thể nghiên cứu và học hỏi được. Vậy phương pháp thôi miên cụ thể được diễn ra như thế nào? Để bắt đầu thôi miên, người được thôi miên phải hoàn toàn thư giãn và thả lỏng. Bác sĩ sẽ bắt đầu ru ngủ bệnh nhân bằng một cách khác nhau, nhưng thường được dùng nhất là đồng hồ quả lắc, giống như chúng ta vẫn thấy ở trên phim ảnh. Trên thực tế, ý thức của người bị thôi miên hoàn toàn độc lập với bác sĩ. Bác sĩ chỉ có nhiệm vụ đưa họ vào trạng thái ngủ đông, giúp họ tìm lại được những ý niệm hoặc những thông tin bị chìm sâu trong tiềm thức. Như vậy, một người muốn sử dụng thuật thôi miên để điều khiển, cũng như sai khiến lợi dụng người khác cướp đoạt tài sản là hoàn toàn có thể xảy ra đấy các bạn ạ. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, bởi vì tôi sẽ cho các bạn một số phương pháp để phòng tránh bị thôi miên. Một là các bạn nên cảnh giác khi tiếp chuyện với người lạ ở nơi hoang vắng, ít người qua lại. Hai là không nên lơ là, cảnh giác, thường xuyên cử động để ý những người hoặc những vật dụng xung quanh mình. Ba, tập các bài tập phản xạ nhanh giúp tinh thần luôn minh mẫn. Có thể nói nếu được sử dụng đúng cách, thuật thôi miên sẽ mang đến cho con người rất nhiều lợi ích. Như một số bác sĩ dùng nó để điều trị cho bệnh nhân của mình, hoặc cảnh sát cũng dùng thuật thôi miên trong quá trình tra hỏi tội phạm. Không phải cứ là những điều bí ẩn thì gắn liền
với ma quỷ xấu xa, như thuật thôi miên mà chúng ta tìm hiểu là một ví dụ nhé. Mấy anh có tài thôi miên làm ơn, làm việc gì giúp ích cho đất nước đi chứ. Đừng có sử dụng vô mục đích xấu xa nữa nha. Thời lượng của video đến đây là hết rồi. Lần sau, nếu có một hiện tượng nào đó khiến các bạn tò mò, thì ngay lập tức nhắn tin hoặc để lại bình luận trong video của Tri Thức Quanh Ta để được giải đáp sớm nhất nhé. Tất nhiên đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm những kiến thức mới vô cùng bổ ích về thế giới xung quanh chúng ta. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào lần tới.